Chào các bạn, hôm nay ta sẽ nói về vấn đề tiêu chảy cấp acute diarrhea. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ đến định nghĩa thế nào rồi, tại sao lại là acute và tại sao lại là diarrhea. Thì acute có nghĩa là cấp, thì thời gian tiêu chảy là dưới 2 tuần. Diarrhea thì có nghĩa là tiêu phân lỏng toàn nước và trên 3 lần, lớn hơn bằng 3 lần một ngày. Để tiếp cận về tiêu chảy cấp thì ta sẽ tiếp cận theo ba hướng. Là đầu tiên là etiology. Thì trong etiology chúng ta quan tâm đến là thức ăn và nước uống. Vấn đề dinh dưỡng này sẽ dẫn đến việc tiêu chảy. Pathophysiology sẽ chia làm bốn nhóm, là tiêu chảy do tăng áp sức thẩm thấu, tiêu chảy xuất tiết, tiêu chảy nhiễm trùng và tiêu chảy do tăng nhu động. Và phần thứ ba là pathogenesis. Thì ba tác nhân gây tiêu chảy là virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Về phần chẩn đoán thì trong tiêu chảy cấp thì ta sẽ chia thành ba nhóm là venity, acute or traveler. Thì nhóm này là tiêu chảy đối với cộng đồng hay là khách du lịch. Nhóm thứ hai là nosocomial diarrhea, nghĩa là vẫn là tiêu chảy ở bệnh viện, là khi bạn bệnh nhân nằm ở bệnh viện trên 72 giờ và bệnh nhân mắc tiêu chảy. Nhóm thứ ba là persistent diarrhea, là vẫn là tiêu chảy cấp, nhưng mà đây là nhóm gọi là tiêu chảy kéo dài, là thời gian của nó là trên 7 ngày, nhưng mà chúng ta vẫn đảm bảo với cái định nghĩa của tiêu chảy cấp là dưới 4 ngày. Về phần điều trị thì quan trọng nhất đối với tiêu chảy là hydration. Vấn đề bù nước điện giải thực sự là rất là quan trọng. Tiếp theo là anti-motility agent, thì giúp giảm nhu động ruột, cũng là một biện pháp để điều trị tiêu chảy, nhưng mà thực sự là không khuyến khích đối với một số trường hợp như là nhiễm trùng. Thứ ba là probiotic. Thì đối với tiêu chảy, việc bổ sung những cái lợi khuẩn đường ruột là hết sức là quan trọng. Thứ tư là antibiotic, là đối với những cái tiêu chảy nhiễm trùng thì các bạn phải điều trị bằng kháng sinh và bạn không thể thiếu nó được, không có phương pháp nào điều trị thay thế với điều đó. Và cái thứ năm là đậu ổi và nước dừa. Thì trong y học cổ truyền thực sự đậu ổi và nước dừa là họ đánh giá cao về vấn đề hiệu quả trong điều trị tiêu chảy, nhất là đậu ổi. Và thuyết trình của tôi đến đây hết.